Sửa đồ vô giá gốc Phạm Gia. Xin kính chào quý vị, chào mừng các mọi người đã quay trở lại với kênh video giới thiệu sản phẩm của xưởng đồ gỗ giá gốc Phạm Gia nhà em. Hôm nay xưởng em mới hoàn thiện xong bộ bàn ghế phòng khách mẫu nghê phượng chân 14, cột 14, bộ 10 món, hàng đặt theo yêu cầu của anh Dũng đến từ thành phố Vũng Tàu. Anh Dũng là một vị khách rất xa với xưởng đồ gỗ giá gốc Phạm Gia nên anh đã tin tưởng và đặt niềm tin vào cơ sở đồ gỗ Phạm Gia để sản xuất một bộ bàn ghế phòng khách mẫu nghê phượng chân 14, tay 14, cột 14, hàng nguyên khối. Đấy, toàn bộ là tay bên em là hàng cột 14 và tay là tay 14 nguyên khối nhá, không hề chấp ghép. Đây các bác có thể thấy là cái mẫu nghê nhà em làm, nghê dáng nghê đứng ôm cầu và là hàng nguyên khối, hàng dày dặn. Cột thì là cột 14 này, toàn bộ cột là cột 14 trương liền. Đây, bộ là bộ 10 món. Sau đây em sẽ quay một lượt để các bác đang xem video để tham khảo cái mẫu nghê phượng cột 14, chân 14 mang thương hiệu đồ gỗ Phạm Gia hay là xưởng đồ gỗ giá gốc. Hai thương hiệu rất là nổi tiếng trong thị trường đồ gỗ, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Đồ gỗ Phạm Gia là tên tuổi gắn liền với cả rất nhiều sản phẩm sang trọng và đẳng cấp như Hoàng Gia V3, V4, Hoàng Gia V5, Hoàng Gia V10 và những mẫu bàn ghế phần thủy hoàng hay bàn ghế nghê phượng như trên màn hình quý vị đang xem. Đấy, rất nhiều mẫu bàn ghế sang trọng đẳng cấp được đồ gỗ Phạm Gia đưa ra thị trường, những mẫu mã cực kỳ đẹp. Đây. Đấy. Đây là một cái tay ghế của ghế đơn, tay nghê liền khối đây, các bác có thấy không? Cái phần tay này nhá, bên em đục toàn bộ đục bằng tay hết, được làm từ một khối gỗ rất là to. Đây là điểm cao nhất và đây là điểm thấp nhất. Đấy. Tất cả đều là liền khối hết, không hề chấp ghép. Hàng siêu to luôn, bản rộng là 14, dày 14 luôn. Đấy, cực kỳ lớn. Và phần cột. Phần cột này thì bên em cũng làm là cột là chọn cột xỉ, không tâm không ruột. Đó. Và phần trương ghế. Đây là trương ghế. Trương ghế thì em làm là trương liền nhá. Cái đỉnh nghê này cũng là không hề chấp luôn. Tất cả này là trương liệt, đục tay. Đấy. Đến phần vách này vậy. Cái vách, tấm vách ở giữa này xưởng em làm là dày 3 phân cưa. Đó. Và lách cài này, hai cái vách cạnh này là em làm dày 6 phân. Đấy. Đục ở giữa là đục bức tranh là Tam sư vần cầu. Ba chú kỳ lân vần đùa một với nhau, một tranh nhau một quả cầu, Tam sư vần cầu. Đấy. Về mặt ván ngồi. Mặt ngồi này thì xưởng em làm ván là dày 2 phân. Toàn bộ ván mặt ngồi là dày 2 phân, 2 cm. Và khuôn tranh. Khuôn tranh thì dày là 4 phân. Quý vị lưu ý là khung tranh này em làm dày là toàn bộ 4 phân nhé, 4 cm luôn. Quý vị có thể đo và kiểm tra. Yếm thì xưởng bên em làm dày là yếm 4. Yếm 4 phân. Đục phượng kỳ lân. Đấy. Phượng hóa đây. Đó, để các bác tham khảo. Toàn bộ chân là chân 14, yếm là dày 4 phân. Đây là chiếc ghế đơn tiếp theo. Để quý vị tham khảo này. Tất cả các chiếc ghế đơn này thì như nhau. Về cùng một kích cỡ, cùng một kích thước. Chiều dài là 1m12, chiều sâu là 80, chiều cao là 1m52. Đó. Cùng một kích thước. Và khoảng giữa ghế đơn đây ạ. Khi kê theo hình chữ U thì khoảng giữa ghế đơn và ghế dài thì sẽ có một khoảng trống. Thì bên em đã thiết kế là một chiếc đôn kẹp. Đây là chiếc đôn kẹp để vào góc giữa ghế đơn và ghế dài. Chiếc đôn kẹp này thì có kích thước là 45 x 55cm. Đó, hay là 40 x 50 tính theo mặt. Đấy, để tính phổ bì thì là mỗi chiều cộng 10cm. Đấy, để quý vị tham khảo. Đấy, mặt đôn thì xưởng em đục một bức tranh là thanh long cuộn thủy. Đấy. Đấy, để quý vị tham khảo. Và tiếp theo là cái phần ghế dài. Trên màn hình các bác đang thấy đây chiếc ghế dài nhé. Chiếc ghế dài của bộ nghê phượng thì nó rất là lớn. Đặc biệt là đối với mẫu là chân 14, cột 14, trương là mà 14, nó rất là to và dài. Rồi. Về phần tay và phần cột thì nó cũng giống như là bộ phần ghế đơn của ghế đơn. Bây giờ về chi tiết thêm phần trương, em giới thiệu chi tiết hơn về phần trương. Trương này đục phượng hóa này, đây là phượng này, kim phượng này.
và ở giữa xì đục kỳ lân này. Đấy. Hay gọi là nghê này. Nghê đứng trên đỉnh này, nghê bảo đỉnh này, hoặc là nghê ôm đỉnh này. Đó, hai bên là đục rồng này. Đó. Đấy, các bác thấy cái chi tiết đục của bên đồ gỗ Phạm Gia nó đục rất là kênh bong nhá. Này. Nhìn rất là kênh. Sải cánh cái gì rất là to. Nó khác với cả cái hàng tự do hàng chợ thì đục chạm nó sẽ không được như này bởi vì gỗ nó sẽ bé hơn. Ở đây nhà em làm bản là rộng đủ 14 nhé. Bản gỗ rộng dày 14 cm. Nên là nó to hơn so với hàng phổ thông khá nhiều. Và lách cạnh và lách cài ở giữa này. Đây là vách ở giữa thì xưởng em cũng làm dày 3 phân. Còn lách cạnh hai bên này thì xưởng em đều xẻ là dày 6 phân hết. Đấy. Đục rất là cẩn thận và đặc biệt là cái phần hoàn thiện. Các cái chi tiết này đục thủ công nên là nó sẽ tạo ra các cái điểm gằn và các cái chân kẹ thì bên em đã hoàn thiện đây, cạo lạo rất là sạch luôn. Tất cả các chi tiết này đều cạo sạch lên luôn. Đó, các bác tham khảo. Sạch sẽ từng chi tiết nhỏ nhất. Đấy. Thì cái tính tỉ mỉ cẩn thận của những cái sản phẩm mang thương hiệu đồ gỗ Phạm Gia hay là xưởng đồ gỗ Gia Gốc các bác thường thấy trên TV hay trên điện thoại, đặc biệt là trên cái website là xưởng đồ gỗ Gia Gốc.com. Thì bên em vẫn chia sẻ rất nhiều mẫu mã sản phẩm được làm từ các loại gỗ quý, gỗ tự nhiên, quý hiếm rất chi là nhiều. Đấy, nếu mà bác nào quan tâm thì có thể vào để xem trực tiếp. Đó. Đây là phần cột của ghế dài. Các bác có thấy cái cột này bên em làm cách nó cong vào trong, hơi ôm vào phía trong. Đấy, cột này xỉ đét luôn. Đấy. Và đây là đôn kẹp. Đây là đôn kẹp ghế này. Đây. Đôn kẹp ghế giữa ghế đơn và ghế dài đúng vào góc. Và đây là hai chiếc ghế đơn còn lại để quý vị tham khảo hai mẫu ghế đơn này. Cái dáng ghế đơn bên em thì làm rất là to, cao to hơn so với những hàng phổ thông bình thường. Đấy, để mọi người tham khảo. Nếu quý vị ở xa không đến được trực tiếp cơ sở tham khảo thì quý vị có thể ngồi nhà và truy cập vào website là đồgỗphạmgia.com. Trên đó xưởng em cũng đăng tải rất nhiều mẫu mã sản phẩm để quý vị có thể ngồi tại nhà mình tham khảo các mẫu mã, rồi sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp, đỡ phải mất nhiều thời gian đi lại. Đến trực tiếp cơ sở thì có thể là xa, cũng giống như anh Dũng đã ngồi tại nhà đặt hàng qua mạng. Ở bên em đã làm ra một sản phẩm để như yêu cầu của anh, là một bàn ghế phòng khách mẫu nghê phượng, chân 14 tay 14, bộ 10 món, bao gồm một ghế dài, 4 chiếc ghế đơn, 2 chiếc đôn kẹp, 2 chiếc đôn ngồi và một chiếc bàn lớn. Đấy, bộ 10 món. Và tiếp theo sẽ giới thiệu đến cái chiếc bàn. Chiếc bàn này là một bàn dành cho bộ 10 món nên là kích thước nó lớn hơn so với những bàn bình thường. Về chiều dài của bàn, tính trên mặt sử dụng là 1m87 và chiều rộng là 1m07. Đó. Và ở giữa thì bên em có được một bức tranh là Long Ly Quy Phụng. Đấy. Tứ Linh. Bức tranh Tứ Linh, Long Ly Quy Phụng. Đó. Để các bác tham khảo. Về cả phần yếm. Yếm bàn này thì xưởng em cũng đục phượng này. Đấy. Phượng múa này. Đó, các bác thấy không? Đục các chi tiết rất là nổi bật luôn. Đấy. Và đây là đôn ngồi. Đây là hai chiếc đôn ngồi nhá. Đây, cận cảnh để các bác tham khảo. Người yêu thích những đồ gỗ cao cấp có thể tham khảo. Những cái sản phẩm này em ạ, bên đồ gỗ Phạm Gia thường là để mỏ gỗ tự nhiên. Nên là gỗ tự nhiên như nào thì bên em sẽ để giữ nguyên mỏ gỗ, vân gỗ tự nhiên nhất có thể để đảm bảo được cái chất lượng về gỗ nó không bị pha tạp và bắn thêm nhiều màu sơn vào thì nó sẽ không thấy độ vân gỗ, không thấy được độ đẹp của gỗ. Đó, nên đây là cái sự khác biệt những cái sản phẩm mang thương hiệu đồ gỗ Phạm Gia so với cả những cái sản phẩm hàng tự do trên thị trường để quý vị có thể tham khảo. Và em cũng xin chia sẻ kích thước để kê được một bộ bàn ghế như trên màn hình quý vị đang xem. Đó là chiều từ bên trái màn hình sang bên phải màn hình của quý vị. Là chiều dài theo dọc phòng khách thì chiều dài là cần 4m đến 4,5m là rất thoải mái. Và chiều rộng từ dưới màn hình lên tới đỉnh màn hình của quý vị đang xem là quý vị cần 3,5m là sẽ kê được một bộ bàn ghế nghê phượng chân 14 tay 14 như trên màn hình quý vị đang xem. Và xưởng xin cảm ơn mọi người đã xem video của xưởng. Xưởng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.